Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Binh Audio của mình. Trong tập trước, sau khi kích hoạt tầng thứ nhất khảo hạch, thì một cổ khí tức khủng bố giống như đại dương trực tiếp xông vào trong thân thể Từng Trần, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại nào. Trong nháy mắt, thân thể Từng Trần lơ lư lửng lên, quanh thân quanh quẩn ánh sáng đen kịt, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt muốn xé rách thân thể Từng Trần. Cổ lực lượng này cực kỳ giống với lực lượng của Ám La Thiên, hơn nữa ẩn chứa ý xé rách kinh người, khó trách lại làm cho vũ trụ Ám U phủ thống khổ như vậy. Từng Trần nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận cổ khủng bố tê liệt chi ý này thân thể lại lù lù bất động tựa như đang ngâm nước nóng hồn nhiên không chịu ý xé rách này ảnh hưởng dưới con mắt mọi người vô tận tê liệt chi ý yên diệt tần trần nhưng mà ở nơi này trong đại dương mênh mông tần trần cũng giống như một tòa bàn thạch sừng sững bất động đồng thời trên mặt dĩ nhiên không có vẻ thống khổ ngược lại là từ từ nhắm hai mắt dường như đang cảm ứng cái gì thấy tần trần nhắm mắt cảm ngộ tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ kinh ngạc mà ám u phủ chủ càng là trợn to hai mắt bởi vì trước mặt tần trần bộ dáng lại như là tại ngâm suối nước nóng nhàn nhã phơi nắng một dạng điều này sao có thể chứ trước hắn thừa nhận để nhất trọng kiếp thời điểm cũng đã là thống khổ vạn phần tê liệt chi ý phản phất luôn luôn có rất nhiều lợi nhận điên cuồng cắn giết lấy hắn thân xác một dạng loại đau khổ này hắn căn bản không muốn thử nghiệm lần thứ hai nhưng bây giờ từng trần lại này tê liệt chi ý xác định cường đại nhưng đáng tiếc còn không cách nào đánh tan ta từng trần tỉ mỉ cảm nhận cổ lực lượng này cổ lực lượng này rõ ràng chậm rãi hiện ra ở trong đầu hắn sau một khắc từng trần đột nhiên mở mắt theo trong thân thể hắn một cổ khủng bố tê liệt chi ý điên cuồng oanh nhiễu ra lại so với thập kiếp biện phóng xuất ra tê liệt chi ý đều mạnh hơn nhiều so tê liệt chi ý không gian ý cảnh mới là tê liệt chi ý thủy tổ người này đây tính toán là cái gì tần trần trong lòng quát lạnh hắn còn mắt nở rộ thần quang nhất đạo vô hình khí thế từ trên người hắn dâng lên tại dưới khí tức kinh khủng của tần trần thập kiếp điện lần thứ hai điên cuồng xoay tròn phản phất tức giận một dạng trên mặt thứ hai một bộ khuôn mặt bỗng nhiên tạo thành thẳng mở mắt tầng thứ hai khảo nghiệm cấp tốc bao phủ Tần trần ngày một cổ lực lượng trong mang theo mạnh mẽ phá hoại ý cố gắng muốn đem Tần trần thân xác trong nháy mắt nghiền bạo trước ám u phủ chủ chính là ở nơi này chịu đệ nhị trọng khảo nghiệm thân xác trực tiếp bị xé nứt nhưng mà Tần Trần vẫn sừng sững bất động, mặc cho kinh khủng phá hoại ý nghiền ép ở trên người hắn, nhưng hắn y nguyên vẫn sừng sững bất động. Đây chính là thập kiếp điện khảo nghiệm sao? Không gì hơn cái này, trở lại. Tần Trần giống như bàn thạch, cao vút thiên địa, từng bước đi hướng thập kiếp điện, thần sắc kiên quyết. Trong sát na, thập kiếp điện phản phất cảm thụ được Tần Trần ý chí một dạng, chấn động kịch liệt lên, cùng lúc đó, thứ ba khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên tạo thành, một đôi con mắt hung lệ đột nhiên mở ra. Một cổ khủng bố hung lệ ý tạo thành, vọt thẳng hướng linh hồn hải của Tần Trần, trong sát na, linh hồn hải của Từng Trần như là biển gầm phong bạo, bốn bề điên cuồng dậy sóng lên cùng lúc đó hai đạo thần hồng trực tiếp nổ bắn ra hướng thân xác từng trần oanh kích mà tới hư không đều bị xé rách ra nhất đạo đen kịch lỗ thủng trước ám u phủ chủ chính là ở nơi này chịu để tam trọng khảo nghiệm trực tiếp không chịu nổi tại chỗ thân xác bị đánh vỡ tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người siết chặt hai tay mình dưới con mắt mọi người hai đạo khủng bố hào quang đánh vào từng trần trên thân phát ra kịch liệt tiếng sấm từng trần thân xác phát ra rắc rắc tiếng nhưng mà rất nhanh từng liền ổn định thân hình giống như một thanh lợi nhận sông thẳng trời cao để tam trọng khảo nghiệm đáng sợ nhất cũng không phải là trùng kích lực mà là trực tiếp tiến vào tầng trần linh hồn hải cái này hung lệ ý chí nhưng mà dù cho đạo kia hung lệ ý chí thế nào trùng kích tầng trần thân hình y nguyên sừng sững bất động tầng trần ý chí kiên cố hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm nháy mắt liền đem hung lệ ý chí trực tiếp xé rách hủy diệt ra thông qua tầng thiếu hiệp hắn thông qua để tam trọng khảo nghiệm quá mạnh chẳng lẽ tầng thiếu hiệp có cơ hội trưởng khống thập kiếp điện trong truyền thuyết này thác bạc tổ tiên tiền bối không phải đã nói sao muốn trưởng khống này thập kiếp điện độ khó vô cùng to lớn xưa nay đều ít có tần thiếu hiệp không khỏi cũng quá biến thái đi xa xa ám u phủ chủ bọn người trợn to hai mắt không nhìn được kinh hô thành tiếng đàm định đều đàm định chút đây không phải là cơ bản thao tác sao tất cả mọi người kinh hãi cái gì nhất đạo bình tĩnh thanh âm vang lên liền thấy hồng hoàng tổ long mặt khinh thường nhìn mọi người ánh mắt kia giống như một cái hoàng thân quý tộc đang nhìn một đám chưa từng va chạm xã hội đồng dạng không chỉ có là hồng hoàng tổ long một bên u thiên tuyết trần tư tư cơ như nguyệt thượng quan uyển nhi còn có huyết hà thánh tổ bọn hắn cũng đều thần sắc bình tĩnh cũng không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn bọn họ một đường theo tầng trần từ phàm giới đi tới vũ trụ hải trải qua sóng gió rất là nhiều nhìn thấy tầng trần sáng tạo qua kỳ tích cũng là rất nhiều đối với tầng trần trên thân chỗ chuyện phát sinh bọn họ đều đã chứng kiến chỉ là như vậy biểu tình rơi vào thác bạc tổ tiên trong mắt lại đại biểu một tầng hàm nghĩa khác không hổ là đạt được cường giả chỉ bảo cái thế thiên kiêu người này tuyệt đối đến từ một cái ta cũng không dám tưởng tượng thế lực bằng không người bên cạnh hắn há lại sẽ đối tiểu hữu vừa qua thập kiếp điện để tam trọng khảo nghiệm như thế không lưu ý nhất định là đã biết quá nhiều đỉnh cấp bảo vật đều nhìn quen nói như vậy vị này nói không chừng thật là có cơ hội thao túng thập kiếp điện Thác bạc tổ tiên ánh mắt lóe lên, trong lòng không nhìn được mơ hồ kích động. Mà ở từng trần vừa qua để tam trọng khảo nghiệm, thì đệ tứ trọng khảo nghiệm dĩ nhiên đánh tới. Một cổ cùng nhiệt khí tức, theo từng trần trong nội tâm dẫn động, cả người nháy mắt nóng lên, huyết dịch tăng nhanh lưu chuyển, như là nội tâm có một đám lửa trong nháy mắt phun ra. Một cổ khí tức nóng rực điên cuồng phun trào trong lòng từng trần, từng trần nhíu mày, đây là một loại cảm giác mãnh liệt, làm cho máu của hắn như muốn sôi trào lên, phản phất như muốn thiêu đốt. Lễ Tu Vi bây giờ của từng trần, lực lượng bình thường căn bản không thể làm cho thân thể hắn nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng hôm nay cổ lực lượng này lại có thể dẫn động máu tươi trong cơ thể ta tân trần thì thào cẩn thận cảm ngộ nguồn lực lượng này yên lặng trong đó giờ phút này tất cả mọi người nơi xa đều mở to hai mắt kích động nhìn tân trần căn cứ lời giải thích của thác bạc tổ tiên muốn khống chế thập kiếp điện này ít nhất cần vượt qua ba tầng khảo nghiệm mới có thể khống chế nó một chút mà vừa rồi tân trần hiển nhiên đã vượt qua ba tầng khảo nghiệm chẳng lẽ nói tân trần đã có thể khống chế thập kiếp điện này tổ tiên thác bạc thập kiếp điện này có phải đã bị tần thiếu hiệp khống chế rồi không phụ chủ ám u phủ không nhịn được mở miệng Thác Bạc Tổ Tiên hiếp mắt, cẩn thận nhìn chăm chú phía trước, hắn lắc đầu, một số tin tức liên quan tới Thập Kiếp Điện đều là một ít tin đồn, bởi vì người từng thấy qua bảo vật này cực kỳ ít ỏi, chính là lão phu, năm đó cũng chỉ nghe từ trong một ít truyền thuyết, căn bản không có kiến thức chính thức, cái gọi là không có thông qua ba tầng khảo nghiệm là có thể khống chế nó một chút, cũng chỉ là một suy đoán của ngoại giới mà thôi. Về phần cuối cùng phải vượt qua mấy lần khảo nghiệm, sợ là chỉ có người thật sự tiếp thu khảo nghiệm mới có thể hiểu được. Được rồi. Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên. Ta nói các ngươi thật là mất mặt luôn thảo luận phải thông qua mấy tầng khảo nghiệm mới có thể khống chế thập kiếp biển này điều này có ý nghĩa sao hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả hồng hoàng tổ long vẽ mặt ngạo nghễ với thân phận của trần thiếu không thông qua 10 tầng khảo nghiệm của thập kiếp biển này vậy coi như là sai lầm là sỉ nhục mà nghe được lời này đám người phủ chủ ám u bên cạnh đều ngây ngốc nhìn hồng hoàng tổ long trước đó phủ chủ ám u phủ thân là nhị trọng siêu thoát đỉnh phong thế nhưng ngay cả khảo nghiệm thứ ba cũng không thông qua hồng hoàng tổ long lại nói tầng thiếu hiệp có thể thông qua 10 tầng khảo nghiệm điều này có thể sao tầng thứ ba cùng tầng thứ 10 đây cũng không phải chỉ là chồng lên trên con số đây tuyệt đối là một cái không cách nào với tới ngay cả tổ tiên thác bạc ở bên cạnh cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc bởi vì lời hồng hoang tổ long nói thật sự là quá kinh thế hải tục đi sao vậy thác bạc lão đầu người cũng không tin nhìn thấy bộ dáng của thác bạc tiên tổ hồng hoang tổ long không khỏi nhíu mày khó trách năm đó ngươi đột phá thành tam trọng siêu thoát mà vẫn lạc nếu là ta ánh mắt này của ngươi không được ngươi cứ mở to mắt nhìn cho kỹ nếu lát nữa trần thiếu không thể thông qua khảo nghiệm mười tầng của thập kiếp điện vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là trần thiếu không có hứng thú thông qua mà thôi được rồi đừng nói nữa để hắn chuyên tâm thông qua khảo nghiệm đi lúc này trần tư tư đột nhiên nhíu mày nói một câu hồng hoàng tổ long lập tức giật mình một cái khụ khụ chủ mẫu lão long ta đây liền câm miệng hồng hoàng tổ long vội vàng ngậm miệng của mình lại đối với mấy vị chủ mẫu này trong lòng hắn vẫn có sợ hãi thế thế vũ chủ ám u phủ lo lắng đưa mắt nhìn phương mộ lăng nhìn không được truyền âm nói lăng nhi mấy vị hồng nhan của tầng thiếu hiệp này tự hồ cũng rất mạnh sau này ngươi phải cẩn thận một chút cũng đừng xúc phạm các nàng dù sao mấy người bọn họ đều là tỷ tỷ của ngươi phải hiểu được lễ phép biết không phụ thân người nói cái gì vậy mặt phương mộ lăng lập tức đỏ lên vẻ mặt phủ chủ ám u nghiêm túc ai cha ngươi ngay cả xính lễ cũng cho ngươi nói phụ thân nói cái gì ngươi không thấy sao ngay cả tổ tiên của thác bạc thế gia cũng nịnh bợ từng thiếu hiệp như vậy có thể thấy được bất luận từng thiếu hiệp là thiên phú dung mạo vẫn là thân thể thế gian đều là nhất đẳng tuyệt đối là bạn đồng hành tốt nhất của ngươi ngươi yên tâm phụ thân ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi hơn nữa con gái của ta nói thế nào cũng là đệ nhất mỹ nữ nam thập tam tinh vực tin tưởng ánh mắt của từng thiếu hiệp vẫn có thể được phụ thân người còn như vậy con gái không để ý đến người nữa phương mộ lăng đỏ mặt ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm tân trần không dám buông lỏng hai tay nắm lấy váy của mình trong ánh mắt ẩn ẩn có quan tâm cùng lo lắng Phủ chủ ám u phủ nhất thời nở nụ cười ngươi xem ngoài miệng nói không cần thân thể vẫn là thật thà sao thật là trước mặt cha còn xấu hổ cái gì khóe miệng phủ chủ ám u nhếch lên mỉm cười giờ phút này trước thập kiếp điện tân trần hoàn toàn đắm chìm trong cổ cuồng nhiệt mãnh liệt kia toàn thân phun trào hơi nước toàn thân đỏ đậm cũng không biết đã trải qua bao lâu từng trần bỗng nhiên mở mắt sau khi đắm chìm trong cảm xúc cuồng nhiệt kia từng từng không ngừng phân tích cổ lực lượng đặc thù này rốt cuộc trong dây lát tỉnh ngộ lại cuối cùng ta đã hiểu trước đó tại sao ta lại có một cảm giác quen thuộc với thập kiếp điện là luân hồi chi lực khảo nghiệm của thập kiếp điện này cực kỳ giống thập trọng luân hồi khảo nghiệm thứ nhất xé rách đại biểu cho gió trong thập trọng luân hồi địa thủy hỏa phong gió xé rách ẩn chứa áo nghĩa không gian khảo nghiệm nghiền áp tầng thứ hai phá hoại hẳn là địa phương trung tâm của địa thủy hỏa phong hùng hậu vô biên khéo léo bất công nói như vậy khảo nghiệm tầng thứ ba này hung lệ chính là nước trong thập trọng luân hồi ra ngàn dặm băng đằng không tức hung hãn vô biên như vậy cuồng nhiệt của ngày hôm nay chính là lửa trong địa thủy hỏa phong cùng mảnh nóng rực khiến người ta thiêu đốt giờ khắc này từng trần bỗng nhiên tỉnh ngộ trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo cầu vòng kinh thiên trong chớp mắt từng trần tiến lên một bước vô tận cuồng nhiệt bao phủ trên người hắn dưới tình huống hắn thúc giục hỏa chi luân hồi chi lực đột nhiên dung nhập vào trong thân thể của hắn hóa thành một phần thân thể của hắn cùng lúc đó thập kiếp điện lần nữa điên cuồng chuyển động phù văn thứ năm đột nhiên hình thành một đôi đồng tử thâm thúy đột nhiên mở ra nếu như ta đoán không sai khảo nghiệm 10 tầng đại biểu cho thập trọng luân hồi như vậy tầng thứ năm là cái gì dưới sự thống khổ của thập kiếp điện tầng trần vậy mà lộ ra vẻ chờ mong trong nháy mắt trước khi con thứ năm đồng tử đột nhiên mở ra tầng trần cảm giác bản thân trong khoảnh khắc nằm trong một không gian ấm áp mềm mại trên giường mùi vị làm cho người ta tâm tư dao động cùng với hắn trên giường mấy bóng người như ẩn như hiện mấy bóng người này đều uyển chuyển vô cùng người mặc lụa mỏng lộ ra làn da trắng nõn đỏ bừng rút vào trong lòng tầng trần nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tầng trần điều này khiến biểu tình của từng trần lập tức cứng đờ lúc này trước mặt từng trần tràn ngập mê hoặc từng cái quyến rũ nữ tử dựa sát vào nhau đi tới có thành thục có gợi cảm có nóng bỏng có non nớt phong tình vạn chủng phong thái ngàn vạn những cô gái này đều dùng lực nhào vào từng trần trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc đổ mồ hôi nhễ nhại trên người các nàng lụa mỏng chậm rãi rơi lộ ra uyển chuyển thân thể để cho bất kỳ người đàn ông nào đều không nhịn được muốn triệt để đắm chìm không muốn tự kiềm chế trần ta muốn cho ta ôn nhuyễn thanh âm vang lên một cô thiếu nữ dùng môi đỏ mộng hôn lên từng trần thân thể để cho từng trần cả người run lên từng trần mặt không nói gì hắn vạn lần không ngờ này đệ ngủ trọng khảo nghiệm dĩ nhiên là cái này này một lần khảo nghiệm chẳng lẽ đối ứng là thập trọng trong luân hồi ảo cảnh khảo nghiệm từng trần ngồi vững như bàn thạch thân thể sừng sững bất động nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ mỹ sắc thật là trong cuộc sống để cho người trầm mê một loại mê hoặc nhưng đáng tiếc dùng ở ta từng trần trên thân vậy coi như là dùng lầm người từng trần cười lạnh một tiếng ta từng trần chính là chính nhân quân tử sao lại bị sắc đẹp cám dỗ buồn cười từng trần như núi bất động mặc cho bốn phía rất nhiều tuyệt mỹ nữ tử bò ở trên người hắn liên tục chạy hắn chỉ là câu mày nín thở ngưng thần thủ hộ chính tâm không chịu nửa điểm quấy rối trần lan người quá vô tình trần lan ngươi sao có thể đối với chúng ta như vậy chúng ta chỉ muốn chăm sóc ngươi vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi ngươi a trần lan từng cái phong cách khác biệt đến từ vũ trụ các tộc nữ tử đều gọi tinh tế ngọc thủ vuốt ve từng trần lồng ngực nóng như lửa vô cùng cố gắng đã động từng trần nội tâm nhưng mà từng trần lại không nhúc nhích chút nào ngoại giới hồng hoang tổ long bọn người trừng hai mắt nhìn từng trần liền phát hiện từng trần ở nơi này để ngủ trọng kiếp nạn quấy rối cả người như là nghe người một dạng vẫn không nhúc nhích chân mày hơi nhíu lại tựa hồ đang chịu nhịn thống khổ gì đó tần thiếu hiệp thật sự là quá lợi hại này để ngủ trọng khảo nghiệm nhất định so phía trước tứ trọng thống khổ nhiều lúc này tần thiếu hiệp khẳng định nhận được vô tận dằn vặt nhưng ngay cả hư đều không rên một tiếng rõ là tấm gương cho chúng ta ám u phủ chủ không nhìn được cảm thán nói bên kia phương mộ lăng khẩn trương nhìn tần trần yên lặng cầu khẩn đồng thời nàng nhìn đệ ngủ trọng khảo nghiệm xong đồng muốn biết rõ ràng tần trần hiện tại tình trạng nhưng khi nàng ánh mắt cùng thập kiếp biện đệ ngũ hai con mắt đối mặt thời điểm trong chỗ u minh một loại quỷ dị cảm giác bao phủ lại phương mộ lăng trong chớp mắt phương mộ lăng cảm giác mình như là đặt mình ở tại một mảnh thần kỳ trong không gian mà ở kia không gian phần cuối mơ hồ có một ít quang ảnh lướt động những thứ này quang ảnh chính giữa có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng cùng từng trần bộ dáng cực tương tự chuyện gì xảy ra ta đây là ở đâu phương mộ lăng nghi ngờ trong lòng từng bước đi lên trước đi hướng trái mắt quang ảnh chỗ để ngủ trọng trong khảo nghiệm từng trần xác định nhìn được rất thống khổ bởi vì loại xúc cảm này quá chân thực chân thực đến để cho người ta căn bản không nguyện ý tin tưởng đây là ảo giác cái loại này quen thuộc xúc cảm trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn hiệu quả để cho từng trần thậm chí có một loại cảm giác hắn bây giờ không phải là đang trong khảo nghiệm mà là chân chính đang cùng trong vũ trụ này rất nhiều các mỹ nữ truyền miên rơi vào ôn nhu hương trong có lẽ đây không phải là ảo cảnh từng trần trong lòng hiện lên một cái ý niệm dù sao lấy thập kiếp điện đáng sợ coi như là sáng tạo ra một cái đặc thù thế giới theo vũ trụ các nơi mang đến rất nhiều nữ tử cũng không phải việc gì khó khăn ai dám nói đây nhất định là ảo cảnh đây không đúng ta vì sao lại có loại ý niệm này đột nhiên thì từng trần giật mình một cái chợt tỉnh táo lại nguy hiểm thật thiếu chút nữa chính ta liền trầm luân tại đó ảo cảnh trong tần trần rất rõ ràng một khi bản thân hoài nghi ở đây đến cùng là đúng hay không ảo cảnh như vậy bản thân thì có thể triệt để trầm luân trong cũng không còn cách nào trở lại đến thực tế đây nhất định chính là ảo cảnh không có khả năng có loại thứ hai khả năng tần trần yên lặng kiên định nói hắn không biết lúc nào sẽ kết thúc khảo nghiệm sợ dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống mà đúng lúc này nhất đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên đem tần trần lực chú ý chợt kéo qua đi chỉ thấy phía trước một cái yên lặng thân ảnh chậm rãi xuất hiện khó có thể tin nhìn sang không phải phương mộ lăng thì là ai thấy phía trước từng trần cùng rất nhiều nữ tử truyền miên cùng một chỗ phương mộ lăng hơi đỏ mặt vội vàng cúi đầu từng trần ở đây là địa phương nào ta tại sao lại ở đây phương mộ lăng không dám nhìn phía trước hầu như đã trần trùng từng trần trong lòng giống như nai con tại ban ban nhảy loạn từng trần không phải tại địa ngũ trọng trong khảo nghiệm sao bỗng nhiên phương mộ lăng sững sờ chẳng lẽ từng trần địa ngũ trọng khảo nghiệm chính là cái này cũng một đám người ở bên ngoài lo lắng như vậy gia hỏa này nhưng ở đây như vậy thoải mái quả thực không có thiên lý mà ở phương mộ lăng thấp thỏm trong lòng suy đoán lúc đối diện từng từng cũng là không nói gì này thập kiếp biện dở trò quỷ gì lộng một cái ảo cảnh cũng liền thôi lại còn đem người bên ngoài hiển hóa ra thật là có đủ ác thú vị từng từng không nói gì lắc đầu nếu quả thật là phương mộ lăng tại trước mặt từng từng có lẽ còn có thể có chút khẩn trương cùng lãng tránh có thể xuất hiện ở đây tất cả đều là ảo cảnh mô phỏng đi ra từng Trần tự nhiên một chút cũng không có né tránh ý tứ ngược lại là thẳng băng thân thể phương mộ lăng đúng không ta mặc kệ này để ngủ tổng khảo nghiệm tại sao lại mô phỏng ngươi đi ra bản thiếu là căn bản sẽ không bị ngươi dụ hoặc đến ta thừa nhận người rất đẹp nhưng ta từng trần đối mỹ nữ không có hứng thú từng trần nhàn nhạt nói phương mộ lăng ngẩn ra từng trần nói đây là ý gì vẫn còn giả bộ sao này ảo cảnh mô phỏng ngươi đi ra không phải là nghĩ để cho ngươi tới mê hoặc ta sao bản thiếu chính là để cho ngươi mê hoặc ngươi lại có thể thế nào dứt lời từng trần chợt khoát tay một cổ khủng bố hấp lực sinh ra phương mộ lăng một tiếng thét kinh hãi bị từng trần nháy mắt hút tới trước người ngô xúc cảm còn rất chân thật nhưng đáng tiếc coi như là nửa chân thật giả chính là giả cũng sẽ không biến thành thật từng trần cười lạnh một tiếng ngươi không phải muốn mê hoặc ta sao đến trực tiếp tới là tốt rồi dứt lời từng trần chợt hôn phương mộ lăng sau đó một đôi nóng bỏng đại thủ trực tiếp dọc theo làng váy phương mộ lăng tiến vào đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha